Nếu không gấp rút tu hành, ngày kia thân xác tan tành bớ ai. Cuộc đời biến chuyển ngộ thay, bữa nay yên tĩnh ngày mai thắm sầu. Nên tin thiện ác đau đầu, làm lành được phước giữ đâu yên mình. Sớm hôm như sửa tánh tình, đừng cho vòng hoặc lời danh của đời. Hồng trần có mấy lâm hơi, ngũ hành thay đổi đôi nơi chán hoàng. Bền gan đi tới trẻ già, ơn trên trời Phật độ quá tay nàng. Di Đà ngự chúng tòa vàng, trong cho kẻ đến Tây Phan được nhiều. Nhưng ngôi thưa thất hoành hiu, ít người đi tới có nhiều kẻ lui. Lòng kia không vẹn tốt tươi, sau này khổ thảm chín mười bớ ai. Con đường đạo lý rộng dài, phải cần nghiêm xét nhiều ngày mới thông. Khi tu phải sửa tất lòng, để cho nó được sạch trong nón nàng. Đợi cung đầy dãy quy ma, mãi tìm số xếp người ta vương sầu. Tuy rằng Phật Pháp nhiệm màu, chỉ dành cho kẻ thật cầu mà thôi. Nhưng ai khi lỡ khi bồi, lòng hai tráo trở bồi hồi khó trong. Tưởng tin có cuộc trời long, nhớ rằng quả đất này không được bền. Kia nơi bửu đành mau lên, nó là hố thầm chớ nên lại gần. Trần ôi kìa hỡi bớ trần, tại sao chưa quyết một lần để tu. Bể mê chung xác từ lâu, đem chồng chất lại núi cao cùng vừa. Vui chi qua đổi mến ưa, đeo mang nghiệp tội giấy dưa thảm phiền. Muốn sao người đến non tiếng, bể mê xa lánh lưới phiền cắt đi. Sớm chiều niệm tưởng A-di, ngày kia vàng ngọc khó bì được đâu. Đường còn đây đó không lâu, bường qua khỏi lối khổ sầu bớ dân. Phải lo gạn rửa cho thân, đừng cho nhớ bận mới gần thánh tiên. Chớ nên quý trọng bạc tiền, hãy nên yêu lấy việc hiền mà thôi. Được hiền sao được cao ngôi, theo tiền bạc ấy sao rồi héo hon. Người tu phải viện tim son, dầu lặng lóc mấy chớ mòn chút nào. Lọc lừa kiếm chỗ thanh cao, để mà dò tới nguyên đạo của tiên. Hỡi này tất cả chư hiền, hãy là đạo lý phải chuyên sớm chiều. A-di-đà Phật nâng niu, lỗi lầm sai quấy mọi điều lánh xa. Ngày kia mới gặp lòng quang, mới xem Chúa Thánh trên tòa thầm cao. Bây giờ cần phải chùi lao, làm cho hết trượt mới vào cõi thanh. Màng chỉ cái bà lợi danh, của này như mong cạnh tranh ít gì. Phải theo dõi bưu sơn kỳ, sau này được thấy chuyện gì quý hơn. Nay đây tu niệm đừng sờn, mới là có dịp nắm chân Phật Ngài. Nay xem vật của trần ai, khác nào như một đám mây giữa lừng. Để chờ Phật dùng phép thần, chuyển xoay trái đất 10 phần tốt sinh. Ai ôi phải khá giữ mình, tránh sao khỏi cuộc âm binh sau này. Chừng xem đồng nổi chật thấy, con thời khóc mẹ vợ nái kêu chồng. Thoảng qua gió lạnh như đồng, người đều sừng dưng vô cùng sợ lo. Nay đây cơm đủ dùng nó, người còn lười biếng chẳng lo tu hành. Cứ lo đeo bà lợi danh, ngoài thêm trao chuốt trong sanh tham tàn. Đến khi gặp việc tân toan, của này trôi dạt theo làn sóng nhô. Tan điện thương hại bất đầu, ai ơi chẳng có cơm khô mà dùng. Đạo màu hôm sớm lo chung, để mà thoát khỏi phúc cùng nạn tai. Mỗi người ăn ở thân ngay, thì đâu có cuộc xéo dày rối nhăn. Mỗi người đốt ngọn tâm đanh, thì đâu lầm lạc vào đàn ma vương. Mỗi người hướng cõi Tây Phương, thì đâu còn mến trần dương chút nào. Mỗi người trong cảnh bên tàu, thì tay nắm siết đồng bào chặt thêm. Mỗi người tưởng việc cao mến, thì tâm cương quyết sấn lên tu hành. Mỗi người chán kiếp phù sinh, thì đâu có muốn giật giành lẫn nhau. Mỗi người tưởng việc tới mau, thì lòng gấp rút khẩn cầu Phật tiên. Từ đây cuộc thế chưa yên, chỗ này chỗ khác đảo điên còn nhiều. Giặc nhà manh mối chưa tiêu, thì vẫn chưa được hưởng điều an cư. Thương người có sách có sư, lòng không theo đúng sao như mất hồn. Biết bao thống khổ dập dồn thân người, như cá trong bồn khó tung. Hiếu không được phải được trung, chứ đừng hai việc trong không việc nào. Đã sanh giữa cõi trần lao, phải làm được việc đồng bào nhớ ơn. Đâu đành riêng sống một thân, trong khi non nước bâng khuâng mai chiều. Kia là đạo đức cao siêu, phải cần theo dõi chớ siêu ngã lầm. Nay người tu niệm tuy đông, mà ngài thành đạo gầm không mấy người. Bởi vì thay ý đổi lời, nay vậy mai khác lòng người khó đo. Ai ôi cần phải âu lo, cứu mình cứu kẻ được cho hai bề. Tu thân thì phải gia tài, rồi ra trị nước đem về yên ninh. Nếu không sửa được thân mình, nói ra không được sẽ tin người dùng. Phật là bí mẫn vô cùng, thương người mến vật lòng không hề rời. Cho nên lui tới khắp nơi, nhiều phen kêu gọi lắm lời dạy khuyên. Muốn cho người khỏi trần duyên, được về cảnh Phật nhà tiếng an nhàn. Nhưng ôi sao nẻo ba đàn, thân người vùi dập nhộn nhàng chưa thôi. Nay đây có dịp phản hồi, về nơi cảnh cũ thoát rồi bể mê. Nhà tiên bát ngát hương quê, cõi trần qua đồi u ê bớ người. Thân này sống được mấy mươi, mà lo những việc như đời ngàn năm. Ngoài trần ám ảnh bồn tâm, đến ngày bỏ xác cõi âm phải về. Khảo tra giam cấm nhiều bề, biết bao thở được giữa cây đại sen. Ngày nay cửa Phật không chen, để sao mắt phải nhiều phen khổ nàng. Chữ tu sao đổi muôn vàng dễ kiếm đảo tràn khó mong. Ngày nay tuy có mà không, sao không mà có rút trong phép màu. Ai ơi nay ở cao lầu, gặp cơn giông bão trốn đâu hỡi người. Những ai hiền đức tốt tươi, sao thần Phật cứu khỏi nơi tai nạn. Vì đâu bằng kiếp trần gian, ấy là do cái nghiệp oan của người. Tai gây tội lỗi nhiều đời, mới là dồn lại cho người buổi nay. Bây giờ chợt tình giấc sai, khiến cho cái kiếp sau này đăng tiên. Đường tu nay chịu trung chuyên, bởi đời quay phá đạo điên vô cùng. Nhưng tâm kia phải thị chung, dầu cho lăn lóc trình bùng cũng cam. Hỡi này tất cả nữ nam, từ đây phải ráng việc làm tốt tươi. Giảng cơ khi đọc nhớ lời dạy, người lánh giữ tìm nơi sự lành. Bên gan đạo mới được thành, để lòng sao xiên cội lành phải xa. Khổ sầu còn lâm bá gia, đường đi gai ngạnh bước đà khó khăn. Tâm kia cho được thắng bằng, dầu thân lao ly cũng cần chữ tu. Dẹp cho sạch ngút mây mù, thấy nơi bổn tánh trắng thu khó bì. Hãy nên gỡ lớp mê si, để tâm giác ngộ mà đi thẳng đàn. Gọi kêu từ sớm cuối làng, mọi người đều phải sửa sang thân mình. Kẻo khi người cổ tái xanh, kẻ nay thẹn mặt hổ tình con dân. Nói đây không phải dần lân, từ đây đến rốt đã cân rõ ràng. Người lành tờ ngọc tờ vàng, kẻ hung như dũa như đàn chớ nao. Khuyên người đức hành dồi trao, đối dân với nước liều sao cho tròn. Ai ôi nhìn lại nước non, ngày nay còn lắm thon vốn khổ nạn. Bởi lòng dân chúng nhiều đàn ít, ôi hiền hậu đã đoán hung sùng. Cho nên quốc nội lung tung, ngoại nhân dạy xéo không cùng lâm ly. Có thoảng của đấng từ bi, nghêu ngao rước khách thì mau đi bớ người. Chớ ham chi cái quãng đời mong manh của người buổi nay. Muốn tầm đến đức Như Lai, quầy chân vai mặt ngó ngay thấy liền. Người tu sao ít được thiền, bởi tu mà chẳng lòng chuyên để hành. Nay cần phải dọn lấy mình, rửa từ ngày một trắng tinh bụi đời. Khổ đời đời khổ ai ơi, Qua cơn này mới thấy đời thường quân, chỉ phiền những kẻ vong ơn. Sống mà xử việc quân thân không rồi, theo loài anh ở bạc vôi, thì ngày sau phải thấy trôi như bèo. Từ đây đạo chánh trì đeo, trai lành gái tính đua nhau một đường. Tây An công phụ đến thường, để nghe giảng giải ở trong trường từ bi. Những lời chân chánh nhu mì, lọc lừa cho kỹ gắn ghi vào lòng. Muốn sao trên dưới giữ đồng ích, cho non nước lời trong gia đình. Không hề quá giữ nai sanh, bởi ta khuyên sớm việc lành chăm nom. Ai ôi sự khổ chưa nhôm, nay bồ mãi lại một ôm không đầy. Chừng nào chạy răng gốc gai, quần tới áo tà mới hay cùng đường. Bây giờ có chút an khương, tưởng đâu là được thánh cường lắm ư. Vĩnh miên chỉ yếu việc từ nói, theo Đức Phật hậu cứ cõi nhàn. Lắm người lòng thu giả lan, âm mưu giành giật rối ràng trong trần. Nói ra có kẻ phiền hờn, làm thinh sao biết giả chân mà làm. Cũng vì đạo chánh muốn khám, cho nên mới lắm lần đam chút tình. Chỉ dùng những lẽ hiền lành, để kêu nhau gắn tu hành sớm khuya. Để ngày thầy trở lộn về, mới là gần gũi hả hay tới thầy. Còn ai lòng giả tà tây, nếu còn sống cũng đứng ngoài ngó vô. Lại còn lỡ Việt Nam mô, giang sơn không trọn phù đồ chẳng xuôi. Đường lành khuyên chớ buông trôi, hãy nên dình chặt sắm xoay cho thường. Mặc ai tánh bạo tâm cường, lo mình hướng thiện hồi lương cho rành. Học chỉ việc của chúng sanh, đua nhau mê muội cạnh tranh đủ điều. Với mình hiểu Phật đã nhiều, biết đời là giả còn chiều nó chi. Lại còn hiểu biết quyền vi, tin rằng cuộc thế sắp kỳ biến thiên. Chuyện luân ngu ám khắp miền, kẻ nào theo Phật làm hiền khỏi ngay. Thường chuyên niệm chữ A-di có pháp cứu thì ba gia. Mấy khi lập hội long hoa, mấy khi thượng cổ trở mà lại đây. Việc đời còn chẳng bao dai, mạnh chơn gấp bước điện đài đến nơi. Chớ nên tưởng chẳng đổi đời việc ấy người ôi khó tường. Khuyên nhau chỉ một lòng thương, đừng nên có việc nhiều nhướng âu sầu. Tiện tay là món độc sâu, thường hay giết hại biết bao nhiêu người. Quanh mình đầy lũ ma trời, hở ra bọn chúng dắt nơi khổ sầu. Hỡi ai xét cạn dò sâu, bao nhiêu việc quay khá âu ngừa phòng. Lời lành khuyên nhủ đạo đồng, nghe rồi phải nghiệm nơi lòng thử coi. Nếu như còn chút tanh hôi, hãy nên chùi rửa sạch rồi thân tâm. Kìa xem nơi chốn rừng thâm, Phật tiên dành để kẻ làm tròn ăn. Khói hương khuya tối chuyên cần, lòng dình một mực chớ phân nhiều đàn. Hãy nên làm phước làm doan, đem tiền của có rải bán cho đời. Sự tu là việc tốt tươi, khiến cho tất cả mọi người sống yên. Không còn chát việc thắm phiền, lại là thường giúp thường khuyên nhau cùng. Đời này ít kẻ hiếu trung, bởi vì tam giáo các môn suy đồi. Tự do làm nghĩa quá rồi, thành ra phong quá đến hồi phá băng. Bây giờ hãy sớm ăn năn, để cho luân lý có ngần thử coi. Tình ta dù lắm bươi soi, người tu thấy vậy có mọi dình hơn. Hãy năng làm phước làm nhân, thường đem của cải ban ơn cho người. Ngoài ra còn giúp bằng lời hiền lành chân chánh, cho người học theo. Ngày kia dù lắm hùm beo, cũng không nhiễu hại kẻ theo đường lành. Một khi tâm nọ chí thành, thì là cõi Phật được sanh tới liền. Thấy người kiếp trước có duyên, kiếp này mới gặp Phật tiên giáng phàm. Nếu không đạo đức mến ham, ngày kia ắt phải chuốc đam khổ nàng. Cuộc đời như giấc mộng tràn, thức rồi cánh mộng lỡ làng có chi. Con đường đạo đức hãy đi, đi cho đến chốn liên trì bớ ai. Đạo đồng tâm chớ chuyện lai, giữ gìn một mực đừng sai chỗ lành. Lời khuyên người nhớ tu hành, để mà cứu rỗi cho mình mai sau. Nghĩ vì lắm cuộc bể dâu rài đây mai đó gầm âu quá gần. Thấy người đạo lý ít cần nên đây phải ráng lắm lần nhủ khuyên. Cũng không tốn bạc tốn tiền lại là được một chữ hiền thơm tho. Con đường trắc trở gai go phải đi cho kịp chuyến đò bồng lai. Bây giờ khuyên hãy miệt mài dầu cho sấm sét lòng đây chớ sờn. Làm lành là quý báu hơn vì danh quyền tước của trần dối thay. Chỉ vì người quá nhiệm sai mà quên ngày trước đã gây phước lành. Có dư cứ hưởng một mình hết rồi thì phải lâm tình đói đau. Chỉ bằng chia chác cho nhau gặp khi tai nạn người giàu giúp cho. Đạo màu thiệt rất thơm tho thầm thầm mấy kẻ xét dò tới nơi. Ai ơi kìa hỡi ai ơi sống trong cảnh khổ lắm hồi trung chuyên. Nay đây có các thần tiên có trên Phật thánh tùy duyên cứu đời. Trước khi đem dạy hết lời để cho người biết tìm nơi hiền lành. Nếu không chịu nhớ tu hành sao rồi tận diệt chớ tình thở than. Cuộc đời nay hiệp mãi tan tan hiệp chưa an bớ người. Từ đây khuyên chớ biến lời sớm chiều bái sám Phật trời cho xiên. Đâu nhàn bằng cảnh thần tiên chỗ nào bao quý bằng liên hoa trì. Ráng mà dứt tánh mê si đã khỏi quyền vi mới vào. Ai ôi cuộc thế ba đạo thân người thiệt rất dạt vào nỗi trôi. Miền Tây nước Việt có ngôi cũng vì thánh chúa phản hồi quang quy. Nhờ trên có đấng từ bi dưới chư quan cựu xiết chi phú cường. Kể từ thất thủ Tây Dương tìm nơi non núi tuyết sương tu hành. Đến khi quả đất công thành tái lại phò chúa chuyển sang cứu đời. Để làm chung khiếp luật trời khiến cho kẻ biết rõ đời thần tiên. Nay đây dân chúng hữu duyên cho nên cuộc ấy diễn liền từ đây. Mịt mù Nam Bắc Đông Tây nổ tan một tiếng điếc tai chát đầu. Đến đây biết Phật làm màu đường đi đến đó xét Âu cũng gần. Chỉ còn sáu chốt quả tầng, là nơi đầm máu muôn phần đây thôi. Trải qua rồi mới yên ngồi, người người khỏi việc nỗi trối ưu sầu. Còn khi nổi giặc điên đầu, Phật trời đã sẵn phép thâu người hiền. Có đài bát quay ở yên, có thuyền bát nhã chở chuyên người lành. Ai ơi khuyên hãy tu hành, tưởng Thầy nhớ đạo tâm tình chớ phai. Muốn sao cho khắp gãy trai, đến đây nghe giảng để ngay vào lòng. Ngày kia đi tới non bồng, mới hay lòng Phật thiệt không dối mình. Bây giờ còn quá u minh, nên chỉ có kẻ nửa tin nửa ngờ. Tuy rằng xem giảng kể cơ, xem nhiều làm sai ngẩn ngơ lại nhiều. Từ đây giới cấm tám điều, hãy dình cho trọn mái chiều tồn sanh. Lời khuyên tóm tắt sự lành, rằng đời tận gấp đem tình nhớ ghi. Đến đây đã dứt sám thi, chào trong đồng đạo tâm trì chớ quên. Lời giảng tuy là đã dứt xong, nhưng xem tất cả cả môn đồng, ít người ghi rõ lời khuyên nhủ, cũng khiến cho đây quá mùi lòng. Tháng 6 ngày rằm tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, ví như có kẻ mắc trong đề lao, chẳng những họ không trốn ra, lại cũng không lấy đó làm đau đớn buồn thảm cho thân phận bị đọa đày khổ sở, phải cách biệt quê quán mẹ cha quyến thuộc trở lại. Họ còn nhận cho cái nhà lao đó là quê quán, kẻ tội nhân trong ấy là mẹ cha quyến thuộc của họ. Với kẻ này có phải đã điên cuồng mê muội rồi chăng? Đối với chúng sanh cũng vậy. Quê quán của chúng sanh là cõi bất sanh, cha mẹ của chúng sanh là các hàng Bồ Tát. Song vì vọng niệm sai lầm, khởi tâm điên đạo, mà chúng sanh phải đọa vào cõi ta bà, mang lấy xác thân tứ đại, cảm chịu cái sanh già bệnh chết và mọi sự ân ái phiền não nó chi phối, chẳng khác nào bị giam cầm trong đề lao. Thế mà chúng sanh chẳng lấy đó làm đau khổ xốn sang để tìm cách giải thoát, trái lại cứ nhận cho nơi đây là trường tồn, là tuyệt mỹ, mặc sức ngày này chí ngày nọ, tha hồ sai xưa vật dục, đắm nhiễm lợi danh, đeo níu muôn triệu quan gia trái chủ. Nào tiền của, nào vợ con mà quên mất căn xưa cội cũ của mình, để cho số kiếp phải lạc luân, chìm nổi từ vô tỷ dĩ lai biết bao nhiêu số kể. Vả lại cũng vì mọi thống khổ của chúng sanh mà chư vị Như Lai Bồ Tát thường hay hóa hiện ra đời tùy phương giáo độ, khiến cho chúng sanh có cơ thức tỉnh. Xong kẻ hồi tâm thì ít, còn người mê muội quá nhiều, nên các ngài đành phải ngậm ngùi trở lại chờ đợi thời cơ. Đến kỳ này là kỳ chót của cõi hạ quân biến hoại. Các chư vị siêu hình đã có dịp ra đời phổ độ chúng sanh, trong số đó Đức Thầy của chúng ta là một. Nếu kỳ này có chúng sanh nào hướng thiện thì được tồn tại, kỳ dư những kẻ hung ác đều phải ra tro mạt do sự đào thải của lúc biến di. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về sự cần lấy 5 điều làm cội rễ cho sự tiến triển trên lẽ đạo đức. 1. Lấy chánh tín làm cội rễ để tránh sự tin tưởng dị đoan, đánh đổ mọi tà giáo có tính cách mê hoặc và mọi lý thuyết cố ý xuyên tạc công kích sự tôn ngưỡng chánh đáng của mình. 2. Lấy dũng mãnh làm cội rễ để lướt qua mọi nỗi gian nguy hiểm ngại của hoàn cảnh bên ngoài và đủ sức chống ngăn mọi sự rù quến ô trượt bên trong, hầu làm cho thần trí của mình được trong sạch vững vàng để tiến gần mục đích. 3. Lấy ký chú làm cội rễ để ghi nhớ các lẽ trong sạch tốt lành, gạn bỏ mọi điều xấu xa nhơ nhớp, cho trí não của mình không bị tà kiến ám ảnh, hầu được thuần một ý tưởng chánh chơn. 4. Lấy chủ định làm cội rễ để thâu nhiếp vọng tưởng hàng phục tà tâm, cho trở về một màu trong sạch lặng lẽ của bổn tánh chân như. 5. Lấy trí huệ làm cội rễ, hễ khi lóng lặng vọng tâm tức thì hiện ra trí huệ, mà đối trước các pháp hữu vi vô vi đều được quán thông vô ngại. Vả lại, nhờ có trí huệ mà chúng sanh tránh khỏi nỗi ngu si, nhờ có trí huệ chúng sanh mới được giải thoát, nhờ có trí huệ chúng sanh mới khám phá được nẻo luân hồi, nhờ có trí huệ chúng sanh mới thoát vòng tội lỗi, nhờ có trí huệ chúng sanh mới lập nên công đức, nhờ có trí huệ chúng sanh mới hiển tánh từ bi, nhờ có trí huệ chúng sanh mới biết đường hồi vị, nhờ có trí huệ chúng sanh mới rõ nẻo chánh tà, nhờ có trí huệ chúng sanh mới khỏi vòng phiền não, nhờ có trí huệ chúng sanh mới hết mê lầm, nhờ có trí huệ chúng sanh mới đến chỗ bất sanh, nhờ có trí huệ chúng sanh mới vào hàng Tiên Phật, nhờ có trí huệ Tiên Phật mới nhiều phương tiện độ thoát chúng sanh, nhờ có trí huệ mà các bậc quyền linh mới hiểu đời sắp ngày biến diệt, và nhờ có trí huệ mà vô biên chư Phật Bồ Tát duyên giác thinh văn đã thành tựu vô lượng công đức, rộng bủa khắp mười phương. Thưa đồng đạo, đối với trí huệ của chư Phật Như Lai không hề so lường được. Ngày giờ này chúng ta phải gắng chí tu hành, bền tâm tác phước để nhờ ơn lượng từ bi của các ngài gia hộ cho ta khỏi nỗi ngu đần, được khai trí huệ, hầu làm việc Phật, cứu độ chúng sanh. Giả chăng chúng ta đã có hồng phúc nên mới gặp Đức Thầy, hoặc đã được nghe lời của Đức Thầy giảng giáo. Nếu chúng ta không thật tâm thành ý thì hành theo lời dạy đó, thì đến ngày kia gặp cơn biến đổi hải hùng, chẳng bao giờ ta tránh khỏi, và cũng không sao cứu được cha mẹ tổ tiên. Mà lỗi ấy tại ta không thành tâm tu niệm. Vẫn biết sau ngày Đức Thầy vắng mặt, toàn thể tín đồ phải sống trong cảnh huống loạn lạc đau binh. Song những kẻ có tiền duyên và mộ đạo, mặc dù chịu lăn lóc cách mấy, họ cũng vẫn đầy đủ đức tin mà hy sinh cả tài sản tánh mạng để cung phụng vào việc tu hành. Với kẻ này chắc chắn đến ngày Long Hoa sẽ có mặt, và họ còn được lãnh lấy một phần thưởng nhiệm màu của chư vị Phật tiên. Để nhắc lại một lần nữa, kiếp này là kiếp chót của vạn vật. Trong cõi hạ nguyên, nhân loại sẽ đổi mới, quả đất sẽ biến hình. Chúng ta không nên chần chờ giải đãi, phải sớm chiều hai buổi cầu nguyện cúng lại cho thường, và năng niệm Di Đà lục tự một cách chí thành. Đến ngày kia sẽ được Phật Ngài cùng chư Bồ Tát hiện thân đến trước mặt, tiếp dẫn chúng ta thoát nẻo luân hồi, vãng sanh cực lạc. Vả lại, cuộc diện chiến tranh của thế giới ngày nay quá khắc khe, mạng sống của nhân loại trên quả địa cầu rất mỏng mảnh, mà sức con người hiện kim không phương giải cứu. Huống chi việc nắng lửa mưa dầu của cuộc thiên tai sẽ làm cho cả muôn loài, dù cho mình đồng xương sắt, cũng không dễ thoát khỏi hình ảnh thiêu đốt gớm ghê. Thưa đồng đạo, tuy rằng vạn sự tùng ư thiên mạng, vẫn biết loài người không tránh khỏi công lệ biến thiên. Song những kẻ chân tu dĩ nhiên phải được thừa ân cứu độ của chư vị siêu hình. Và trong luật trả vai, kẻ này không do đâu mà chịu điều tai biến, vì họ không hề tạo việc bất lành. Như vậy thì chúng ta còn có một con đường tu hành đạo đức chân chánh, sẽ là một phương vi diệu cứu thoát chúng ta khỏi ngày thống khổ. Tóm tắt, chúng ta hãy làm những việc mà Đức Thầy dạy chúng ta làm. Chúng ta hãy bỏ những việc mà Đức Thầy dạy chúng ta bỏ. Và chúng ta hãy thiệt thi những hành động chánh đáng của Đức Thầy đã làm hoặc dạy cho chúng ta từ mấy lúc nay. Hơn nữa, chúng ta là một chúng sanh biết giác ngộ, không thể ngơ lãng trước cái thảm kịch sắp đến cho mình mà không tìm cách chống ngăn xa lánh. Vậy chúng ta phải hăng hái lên, mạnh mẽ lên, để trao tâm trĩa tánh, dồi mài đức hạnh trong lúc sớm chiều, hầu làm cho mình trở nên trọn lành, trọn sáng, khỏi nẻo tội mê. Rừng mê khổ ngõ cõi thâm thầm, biển trầm luân xem thấy vơi vơi. Khắp chúng sanh siêu lạc lắm đời, cả nhân loại nổi trôi nhiều kiếp. Lẽ đạo chánh người đành bỏ liếp, chữ Phật tâm kẻ vội lãng quên. Mang xác thân giả tạm không bền, ở cõi khổ đổi thay chẳng ngớt. Việc tai nạn ngày nay chưa bớt, chuyện hãy hùng sắp tới còn nhiều. Sợ dân gian gặp cảnh điều hiu, lo ba tánh chịu điều thống thiết. Thầy vắng mặt an nguy nào biết, trò ở nhà giới luật muốn ngơ. Mặc dù rằng đủ cả kề cơ, nhưng ít kẻ nghiệm xem tường tầng. Mãi gây lấy những điều khóc hận, làm mọi người nước mắt chứa chan. Kẻ đời nay chết bởi bạc vàng, người thương cổ vui vì tánh đạo. Nay dư được nhiều tiền nhiều gạo, sợ một mai con cháu chẳng còn. Cuộc thế gian chi xiết hao mòn, cõi tiên Phật lắm điều bao quý. Ai là kẻ thật tâm chánh kỳ, ai là người quyết ý tu thân. Ý ráng phèn này dình vẹn bốn ân, sao mới khỏi hổ phần thập nghĩa. Mong đồng đạo hòa nhau bốn phía, cầu dưới trên giữ vẹn một lòng. Trao cho thân như cội bá tầm, lọc cho tánh thể màu ngọc bích. Sao mới toại con nhà Phật thích, được vững vàng chầu đức minh vương. Khổ ngày nay chẳng khác đời thương, sầu hiện tại như thời trụ kiệt. Ai là kẻ tu hành tinh khiết, ai là người đạo đức sạch trong. Một phen này hãy gắng gia công, sao rồi sẽ được nhiều vinh hạnh. Tu cho khỏi những ngày đói lành, tu gặp cơn thế giới quy đầu. Tu làm sao được đến Nam Lầu, tu cho rõ nhiệm màu tiên Phật. Ai là kẻ ăn ngay ở thật, ai là người hãy nói thì làm. Phải gắn công cho được siêu phàm, mà nên trì chí được ngài nhập thánh. Phải trao trìa cho nhiều đức hành, nên dồi mài được lắm công phu. Để một phen thoát khỏi ngục tù, hầu trọn kiếp dứt nơi lao ly. Bởi cuộc thế lắm điều tà mị, nên dương trần chi xiết khổ nàng. Đấng từ bi lìa bỏ tỏa vàng, hiệp Bồ Tát xuống trần gian giao. Cốt giải chỉ cho người hiểu đạo, để thoát ngài cày cao giật dành. Hỡi dân gian khuyên hãy làm lành, nay ba tánh nên cần niệm Phật. Đây ngu dốt đôi lời chân thật, mong ai người thanh trí đừng chê. Phải làm sao ngọc bể giữa cây, nên liệu lấy khổ trần vượt khỏi. Phải được có tinh thần rắn rỏi, để đưa mình đến cõi thanh nhàn. Trước cùng sau giữ vững một đàn, ngày với tháng tấm lòng không đổi. Cây giọt nước từ bi để gọi, mượn kim cang của Phật đặng cầm. diệt trừ cho sạch cái vòng tâm, để được có xem tường bổn tánh. Hỡi đồng đạo cần âu đức hành, ở chữ môn hài rang trung lương. Cả đôi đàn giữ một niềm thương, thầy trở lại khỏi đường lao lý. Nay chúng ta phải nên kiêm chỉ, từ tiếng lời đến việc phải làm. Nên lọc lừa sự chánh cho cam, điều trái ngược gánh công ngựa bò. Cùng mặt kẻ đời này xiên xò, xá chi người mặc thế nhúng trề. Miệng cho mình thoát khỏi sông mê, sao sẽ có tìm phương cứu chung. Nay cuộc thế khác nào đèn lùng, nhìn tuôn đời như thể mây bay. Chỉ nhờ ơn Đức Phật, Đức Thầy mới cứu được muôn loài vạn vật. Ngoài ra kẻ ỷ vào nhân lực, nghĩ có phương nào thoát lưới tuần hoàn. Hễ như người tạo lấy ác nhân, đâu tránh khỏi được điều khổ quả. Chuyện ấy thật rõ ràng khắp cả, hỡi ai người nên nhớ ghi lòng. Hầu tránh xa những nghiệp bất công, để tìm đến cảnh vui tốt hàng. Tu lợi kẻ lợi mình đáng đáng, đâu tốn tiền tốn bạc chi chi. Thương mới đem các việc từ bi, không hề ép những gì tốn kém. Sợ đó chữ tu hành vội ném, nên đây khuyên người hãy bền lòng. Phải một phen chịu chữ cái nồng, sao ngàn thuở hướng điều thơm là. Có chỉ rộng cho bằng đạo cả, chân bước vào mới rõ nhiệm màu. Bể hồng trần lắng lóc từ lâu, cõi tiên Phật kiếp mau đi tới. Việc khổ tham còn nhiều nỗi, cõi nhân gian ai hỡi tu. Để làm cho sâu nọ quá cù, được đi đến người già đổi trẻ. Nay cũng mặc cho đời mạnh mẽ, người tu thân nên chịu yếu mềm. Đến ngày kia mới thấy đồng em, nay chập chững chưa tường hư thiệt. Đời đến lúc hoàn cầu tiêu diệt, mới biết ai hữu phước sống đời. Để ngày kia hội Phật hội trời, đặng hiểu rõ ai còn ai mất. Nay khuyên nhủ là lời chân thật, mặc ý người nghe chánh thì làm. Phải dịnh xong ngủ với quy tam, nên giữ trọn bốn ân mười thiền. Nhờ đó mới thoát ngại biến chuyển, bằng không đâu khỏi lúc tai nạn. Hỡi đạo đồng tâm tánh sửa sang, bơ nam nữ ý tình trao trìa, để nghe sấm được còn hồn vía. Đến khi nguy thân có vững vàng, nái cuộc đời thiệt rất mong màng. Đâu bền bi người toan ngõ làng, sự tu tấn khuyên người hãy ráng. Nẻo quyền cỡ ở chung gánh chờ, chữ từ bi hai việc nên thờ. Điều trung hiếu đôi đàn phải gắn, tuy học Phật tu nhân chắc chắn. Gồm cả hai đời đạo một lần, để được xem lập hội phong thần. Hầu thấy rõ nơi đài lắm hồi, khuyên ai ráng lãnh chừa tội lỗi. Gọi người nên làm việc phước lành, nếu biết tu thì phải biết hành. Có học đạo phải cho thành đạo, vậy mới gọi con nhà Phật giáo. Vậy mới là xứng kẻ theo Thầy, lời tôi khuyên những lẽ thẳng ngay. Tâm đồng đạo mặc tình chọn lọc, tuy rằng vẫn còn đang tu học. Nhưng thương đời phải bao nhiêu điều, để mong người đạo chánh nâng niu. Hầu nhắc kẻ nhớ câu quyền bi, tu thì phải kiếm tầm chân lý. Hạnh thì nên gạn rõ lẽ màu, cuộc tuần hoàn xét thấy không lâu. Ngài biến đổi đến đây gần lâm, hỡi đồng đạo mấy lính hai gầm. Mỹ ở nữ nam việc thiện nên ghi, sớm với chiều niệm chữ A-di. Ngài cùng tháng lòng trao đạo đức, biết sao trá hại nên đoạn dứt. Điều thật thà cố gắng giữ gìn, để làm cho thoát cuộc tử sinh. Hầu đi đến ngày kia giải thoát, ở đây khuyên nhủ chị em cô bác. Cùng nữ nam đồng đạo hãy nghe, bởi cuộc đời biến chuyển không về. Vì tình thế chuyển dài quá gắt, nên khuyên đó từ tâm giữ chặt. Hành đạo màu chớ vội buông lơi, phải gắn công tướng Phật tướng trời. Nên trì chỉ nghe thần nghe thanh, dầu lao lý cũng không đổi tánh. có nhọc nhằn chứ vội thay lòng, ráng tu chớ gặp hội hoa long. Nên hành thiện chờ câu bao ưng, lời khuyên nhủ cho người trao phần. Lẽ nhắn nhẹ khiến kẻ sửa mình, để thoát qua ngày có tam thinh. Hầu khỏi cuộc chuyện giai tư hương, đây chẳng phải là lời nói bướng. Vì yêu đời nên mới phô bày, cuộc thế lao lung biết mấy chữ thảm sầu mong đề vẫn tôn sư. Lời khuyên thanh sĩ mong người tình, để lúc Thầy về hưởng phúc dư. Mượn chánh pháp đông thuyền, đưa nhân loại đem hạnh lành làm đất chở quần sanh. Tự thấp hèn đi đến chỗ cao thanh, bao thống khổ nhân sanh cần nhất định. Phải dừng chi với cần thêm bình tĩnh, hầu thực hành đạo chánh ở nơi lòng. Cuộc chuyện lai nhân loại khắp đại đồng, đều tái khổ quần sanh cùng bốn phía. Cũng đã sai lắm điều người mất vía, thường hiện ra nhiều việc chúng kinh hồn. Mà ngâm xem dân sự khắp làng thôn, có mấy kẻ thật sùng tôn Phật Pháp. Lời khuyên nhủ mong người nên tu gấp, mà tiếng kêu gào ước kẻ việc chân cần. Lẽ diệu màu của Phật với thần, điều cao khiết nơi tiên cùng nơi thanh. Mong ai biết đâu là đường chân chánh, thì gánh công tìm đến lãnh thâm quyền. Tuy khổ nàng không lấy đó làm phiền, dầu lao lý chớ rủ lòng sao làng. Bởi thế cuộc sắp một ngày phao tán, mới khiến ra nhân loại phải điêu linh. Chỉ có người đạo đức một lòng tin, mới thoát bớt được ngày lao với khổ. Hỡi đồng đạo gắn tìm phương tịnh đồ, ở chư hiền nên nhớ niệm A Di, đợi khổ nàng danh lời nữa mà chi. Thế điên đạo sách tài rồi cũng bỏ, chỉ có việc cần tầm cho ra ngò. Khỏi tối tâm tránh đó nỗi đau sầu, đến ngày sau đi tới chốn lâm lâu. Được thấy rõ tài kia thêm phép nò, nợ nước phải đền chúc công lớn nhỏ. Nghĩ ơn mình đã có cậy nhờ lâu, hễ người cứ tất đất hưởng ngọn rau. Cần phải biết đến điều trung lẫn chanh, nay muôn có lắm người chớ đạo hành. Vì thương đòi chẳng quan hiểu thô sơ, nhắc nhở chỗ nam nữ phúc cùng giờ. Kêu gọi cả gái trai ngày lần than, để tỉnh thức sửa mình thêm chánh đáng. Hầu khỏi ngày nguy khốn đến bên thân, thế gian này lao khổ biết muôn ngần. Mà nhân loại đây nổi trôi đà vạn kiếp, nay phải ráng lo tu hành cho kịp. Để ngày sau người sẽ được sống còn. Cơ hội này xét lại quá thon vốn, tình thế hiện gầm xem đà ngao ngang. Muốn cả thải mọi người mau tỉnh đặng, hầu khỏi cơn lao khổ của ngày kia. Để được xem màu nhiệm hồi long quê, hầu thấy rõ quyền vi trong Phật giáo. Mấy thầm bủa tràng khắp Á Âu, cuộc cờ chiếu bi dễ ngờ đâu. Ngày nay sung sướng mai đau khổ, đạo đức ai ơi gắn chí cầu. Thương đời tôi phải khuyên đời, nghe không cùng mặt những lời dần phân. Muốn người vừa được các lần, nên đây đi khắp thế dân khuyên mời. Muốn cho người biết Phật trời, ước sao kẻ được nghe lời thánh tiên. Hồng trần lao lý vô biên, ta bà khổ ách để não phiền xiết chi. Xa Thầy dòng lễ lâm ly, ngày qua lại vắng tình ni đoạn trường. Môn nhân có một niềm thương, cứ trong mãi sau đường mờ xa. Nỗi thương cho khắp trẻ già, trong Thầy lâu trở đâm ra lãng lòng. Bạn thông thiên vấn hương nằm, cửu quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng. Để cho mèo đông đầy chung, lư hương xét lung bàn trồng ngã nghiêng. Nhện dân bụi đóng sằng xiên, sớm buồn không nước chiều phiền vắng hương. Có nhà thấy bắt sầu thương, ngồi sai em nhỏ đốt hương sớm chiều. Nhìn qua cành uống điều hiu, trong vào ai khỏi chính chiều bâng khuâng. Chỗ nào đâu gọi nghĩa nhân, theo Thầy sao chẳng giữ thân cho tròn. Lẽ ra muốn vẹn tội con, dầu cho biển cạn non mòn chớ buông. Tình đời càng thấy quay cuồng, nhìn nhau mà hốt lệ tuôn mỗi ngày. Hỡi này đồng đạo gái trai, đến đây nghe giảng chớ quay tấm lòng. Hãy nên tin tưởng mặn lòng, càng ngày càng giữ cho lòng thanh cao. Cuộc đời thay đổi rất mau, cũng như gặp gió sóng nào khỏi đâu. Sợ nghe mình thiếu đạo màu, lo gì nơi quá địa cầu chẳng xoay. Cuộc đời còn bằng tà tay, cho nên tớ phải xa Thầy thảm thế. Muốn sao cho Đức Thầy về, dưới trên cùng giữ một bề chánh chân. Nếu còn kẻ ghét người hờn, lòng đen dạ bạc chưa gần được nhau. Ai ôi càng nghĩ càng đau, nên đem giảng kệ khuyên nhau tình lòng. Ráng tu dự hội lư bồng, ráng tu để có được phong tôi hiền. Ráng tu để gặp Phật tiên, ráng tu dự hội hoa liên bớ người. Nơi nào kẻ biết rốt đời, để hầu chẳng nhiễm những lời dối ma. Chừng nào cho khắp người ta, dưới trên cùng một hiền hòa mới yên. Nay đương hưng chấn bạc tiền, nên đàn đạo lý ngựa nghiêng ưu sầu. Thương người gắn chí nguyện cầu, dầu cho lao lý chẳng sao tất lòng. Bốn người nay bưởi mai bồng sớm tu chiều bỏ đau lòng Phật tiên. Làm sao cho đáng mặt hiền, làm sao khỏi cuộc đảo điên bớ người. Làm sao hết khóc rồi cười, làm sao hết chết đã được đời trường sanh. Làm sao được gặp mây lành che đoàn, con dại nhập nhanh khỏi dương. Làm sao thoát quả nhà thương, để mà gặp Đức Văn Dương thứ nào. Làm sao khỏi giống bên tàu thần quyền, hết kể máu đào chảy tuôn. Làm sao tháo gút rối cuộn, để cho cùng được đi xuống một đàn. Lòng tôi thương kẻ gian nan, chẳng nài khó nhọc xa đàn đến đây. Muốn nghe dầu phải đắng cay, lòng không quản đến chỉ mài sự tu. Ngày kia phước huệ sẽ bù, để mà sống sót ngao du non đài. Hỡi này đồng đạo gái trai, giảng khuyên để nhớ chớ phải câu nào. Bữa nay lời lẽ thanh cao, lòng kia cũng được khiết cao mới là. Chỉ nên niệm chữ Di Đà, nằm ngồi đi đứng lòng mà không quên. Ngày kia cõi Phật được lên, thượng quân đặng sống coi đền đế vương. Bây giờ còn bận mù sương, nên chưa rõ anh thái dương ngần nào. Lời khuyên người phải cần trao, cuộc đời biến đổi có nào chờ ai. Lòng kia khá giữ thành ngay, có cớ cứu độ khỏi tai khỏi nàng. Khuyên nhau giữ vẹn một đàn, đến đây đã dứt hải toan lui hài. Giảng dạy đến đây đã dứt rồi, lòng kia hại rằng chớ buồn trôi. Con đường xa mới tri tình y, đạo lý nhiễm màu lầm kè ôi. Ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự, lòng nguyện rằng đưa khách khỏi rừng. Giữa đường đuốc quê nở nào ngưng, dầu cho gió bão hay bêu gấu cũng chẳng hề nao. trí thần. Chào quý đồng đạo. Hôm nay tôi không tiện nói nhiều, vì trong người của tôi có phần bệnh hơn kỳ trước, cần phải điều dưỡng hầu dành cho kỳ khác được đủ sức khỏe để nói nhiều hơn. Bây giờ tôi chỉ nói tóm lược vài điều đạo lý để khuyến khích đồng đạo có trao sửa cho mình càng lúc càng được phần chân chánh hơn buổi trước. Vậy tôi xin giảng về hai điều của kẻ biết tự giác trên đường đạo. Một, chọn lựa một phương pháp để tu học. Hai, sau khi được phương pháp ấy rồi phải cương quyết thực hành. Đạo chỉ có một, pháp thì có nhiều. Pháp có nhiều là bởi nghiệp của chúng sanh có nhiều. Bởi vậy, các vị cứu đời từ xưa đến nay lúc nào cũng vẫn phải tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà quyền lập ra phương kia, pháp nọ để tiện bề giáo độ. Cho nên kẻ tu học không thể ai cũng đồng hành một phương pháp như nhau được, mà là tự mỗi người phải tìm lấy một phương pháp nào thích hợp với tâm năng, trí hóa của mình để mà thi hành mới có hiệu quả. Những phương pháp ấy có dạy trong kinh giảng, nghĩa là trong lúc xem kinh giảng ta cần chú ý tìm kiếm đoạn nào mà trong đó có chỉ rõ phương pháp mà ta xét rằng điều ấy thích hợp với trình độ của ta và ta có thể thi hành theo đó sẽ thành công được, thì cứ việc cương quyết mà làm lấy. Ví dụ, ta đọc giảng của Đức Thầy đến câu diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Lúc đó ta thấy phương ấy nếu một khi ta làm đúng theo là được kết quả viên mãn trong đạo Phật, thì ta cứ học ngay và phải cương quyết như: một, cương quyết ngự trị cho mắt không bị cảm nhiễm các sắc tà như các sắc đẹp, măng búp, yêu kiều, những son phấn tô điểm lả lơi, vì nó có mãnh lực quyến rũ người đắm đuối theo nó mà nát cửa tan nhà, hư thân, mất nết, lụng bại cả tâm thần, quên hết thể thống của gia tộc và quốc dân. Hai, cương quyết ngự trị cho tai không bị cảm nhiễm các lời tà như mọi tiếng đường mật, than thở gieo von, những giọng đờn địch ca sang trầm bổng, vì nó có mãnh lực ru hồn người, làm cho say sưa mê choáng cả đầu óc, bồng bột các ý tưởng dại tà, không còn phân biệt những lẽ hư nên tốt xấu. Ba, cương quyết ngự trị cho mùi không bị cảm nhiễm các mùi tà như các thứ hương xông xả ướp, những mùi dầu mỡ tẩm dầm, vì nó có mãnh lực khêu gợi con người tham đắm vật dục, đưa dẫn đến chỗ tồi bại hư hỏng một cách vô nghĩa. Bốn, cương quyết ngự trị cho lưỡi không bị cảm nhiễm các vị tà như các thứ ngon mồm, những đồ lạ miệng, vì nó có mãnh lực xô đẩy con người đi tìm kiếm khắp nơi để bồi bổ cho khẩu dục một cách đê tiện mà suốt đời cơ hồ như không được thỏa mãn. Năm, cương quyết ngự trị cho thân không bị cảm nhiễm các vật tà như những cảnh giàu sang sung sướng, các thứ êm ấm mịn màng, vì nó có mãnh lực kích thích con người chạy không hở chân lưng, không nóng chiếu, đâm lao thế mọi, lánh nặng tìm hơn, và cái ý cung cấp cho nó lắm sự mưu mô để tu bồi cái giả thân hoạn chất mà gây lấy biết bao điều tội ác nghiệp mê. Sáu, cương quyết ngự trị cho ý không bị cảm nhiễm các việc tà như công danh tước vị, thế lực quyền oai, chưng dọn phấn son, say sưa rượu thịt, mê mẩn điếm đàn, tập tành cờ bạc, nào tham lam giận dỗi, nào dối mỹ gạt lường, thêm biết bao điều ham muốn khác đưa người vào hầm lửa, hố sâu của vật dục để bị chôn nhốt, đốt thiêu, đã trải qua muôn kiếp mà đến bây giờ cũng chưa ra được. Một khi lục căn không bị cảm nhiễm lục trần thì lục thông sẽ phát hiện. Như có câu: nhân căn trần chi thanh tịnh, tức đắc lục thông chi hiện giả giả. Nghĩa là nhân người sáu căn với sáu trần thanh tịnh thì được sáu pháp thần thông phát hiện đó vậy. Lúc ấy mắt thấy suốt khắp nơi, không bị che khuất ngăn ngại. Tai nghe rõ khắp nơi, không bị giấu giếm lầm lẫn. Chân đi khắp nơi một cách chớp nhoáng, không bị trở trệ khó khăn. Trí nhớ biết hết các kiếp trước, kiếp sau, kiếp sẽ tới của mình và của chúng sanh. Tâm hiểu hết ý niệm của các chúng sanh, thân tâm không còn mãi sót lậu nào nữa. Địa vị ấy từ hàng La Hán sắp lên, thoát ngoài vòng luân hồi lục đạo. Như thế, đó là ta đã hành xong câu diệt lục căn đừng nhiễm lục trần của Đức Thầy đã dạy cho rồi vậy. Hoặc khi ta đọc đến câu chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, lòng ta tự tin rằng khi ta làm được như thế sẽ được sự hỗ trợ của Đức Phật. Đúng như lời của Đức Thầy đã nói thì ta cứ cương quyết chủ tâm trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật một cách khẩn thiết, như kẻ sắp chết đắm mà van lơn cầu cứu người trên bờ, cho đến không dám nghĩ điều nào khác, vẫn được nhất tâm bất loạn. Có thể cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của ta cũng đều niệm được như vậy hết. Khi đó, do công đức ấy mà các vị Thiên Long hộ pháp thường theo ủng hộ cho ta. Thẳng như gặp phải sự nguy hiểm tai biến, đều được các vị ấy che chở phò trì cho qua khỏi mà không hề khốn lụy đến mình. Chẳng những vậy thôi, mà còn Đức Phật Ngài hiện thân đến dò đầu, hoặc có lời khen ngợi hay thọ ký cho ta khi ta mạng chung, sẽ được Phật Ngài cùng chư vị Bồ Tát đến tiếp dẫn về nước Cực Lạc của Ngài, để hưởng lấy mọi sự an lành, khinh khoái, không còn già bệnh chết chóc thống khổ chi nữa. Và còn được có phép công đức thần thông vô lượng để cứu vớt cho tổ tiên, cha mẹ và quyến thuộc của mình cũng đồng được siêu sanh về ở chung một cõi với mình hay cõi khác, và cũng được các việc thanh nhàn như vậy. Nếu được như thế là ta đã hành xong chữ lục tự của Đức Thầy dạy cho một cách viên mãn rồi đó. Vả lại có câu tịnh độ pháp môn chí quyền chí diệu, bất tu dư hạnh nhi đắc ba la mật. Nghĩa là pháp môn tịnh độ rất quyền rất diệu, chẳng tu hạnh nào khác mà cũng được đáo bỉ ngạn, tức là thành Phật. Thế nên chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, có thể chỉ tu một pháp môn tịnh độ cũng được đưa mình đến chỗ giải thoát. Không lựa phải tìm cho nhiều pháp môn mà làm cho rối loạn đầu óc, mờ mịt lối đi, không chủ định một phương hướng nào chắc chắn. Hỡi đồng đạo, Đức Phật bao giờ cũng tìm kiếm cứu vớt chúng ta, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Vì rằng Ngài không đành để cho chúng sanh phải đau khổ, bởi Ngài coi nó cũng như con của Ngài đã lạc loài từ lâu. Ngài hết sức nhớ thương mà phải rảo chơn kiếm tìm khắp chỗ. Nhưng ôi, con của Ngài nó quên Ngài, nên Ngài càng tìm kiếm thì nó càng trốn mãi, cho đến nỗi đôi đàn không thể gặp nhau. Như thế có biết bao giờ cùng nhau tương ngộ để vui hưởng phúc khoái lạc thiên liêng. Cũng như Đức Thầy của chúng ta đã dạy cho chúng ta từ chân tóc kẻ răng, nhưng sau một thời gian vắng mặt độ không được mấy năm, mà lòng của anh em tín đồ lớn nhỏ phần đông tựa hồ như củi mục tro tàn, sự tưởng tin như sóng bủa xưa kia nay không còn nữa. Ôi, chúng ta có thể bội bạc Đức Thầy được ư? Chúng ta có nhớ chăng Đức Thầy đã vì chúng ta mà giờ phút này còn ở nơi ngàn xa vắng bạc, lòng nhớ thương nỗi đau đớn lo ngại cho chúng ta, biết còn giữ các quy điều đã dạy hay là đã quên mất đi chăng? Có thể nói một tín đồ biết đáp ân cho Đức Thầy chăng là chỉ ở trong lúc này, lúc mà Đức Thầy vắng mặt cũng như cha mẹ đi xa, mới rõ lòng của các con có thật tâm trông đợi và bảo thủ gia đình cha mẹ một cách trọn vẹn chăng? Hay là chỉ đua nhau đánh đập sâu xé giành giật của tiền, làm cho máu đổ thịt rơi mà quên rằng đó cũng đồng một bào thai sanh sản? Hỡi đồng đạo, tình cảnh của chúng ta hiện giờ yếu mềm tựa như cây chuối, dễ ngã dễ siêu, mỏng bở tựa như bọt nước giữa dòng sông, dễ tan dễ mất. Thì lẽ ra chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau để xây dựng một vách thành kiên cố, hầu bảo vệ cho nhau được còn nguyên vẹn, chờ ngày Đức Thầy trở lại. Chứ bao đành nhân lúc vắng mặt Đức Thầy, chúng ta vội ngơ mất tình xưa nghĩa cũ, tiếng kể lời kinh để làm ra những cuộc mặt giận mài hờn. Trong cảnh này thử hỏi ai xem qua mà chẳng đau đớn. Sở dĩ tôi hết lời nhắc nhở đồng đạo, vì đồng đạo với tôi cũng đồng là người tín đồ của Đức Thầy. Nếu tốt thì cùng tốt chung, bằng xấu thì xấu cả. Hơn nữa, phải gắng sức làm tròn bổn phận của một tín đồ, biết thương yêu lẫn nhau, dìu dắt cho nhau trên đường đạo đức, để khỏi phụ công trình khó mỏi hoằng quá của Đức Thầy. Huống nay chúng ta không trì chí tu hành để sau này gặp phải nhiều sự tai biến hải hùng của cơ luân chuyển, thì lúc ấy ví có Thầy một bên cũng không thể lấy lòng riêng mà cứu an cho ta được, nếu chúng ta đầy dẫy tội phạm. Tóm tắt, mục giảng này chỉ để nhắc cho anh em đồng đạo, trong khi xem giảng kinh phải tự chọn lấy một phương pháp không quá sức của mình, để rồi sau đó cương quyết mà thực hành cho y, như vậy sẽ được thành tựu viên mãn, và cũng không uổng mất một tín đồ của Đức Thầy đã lắm khổ lao chỉ dạy. Trong Thầy lòng rất ngầm ngùi, ngó người đồng đạo sụp sùi héo vốn. Muốn cho đạo nghĩa vẹn tròn, nếu thân chẳng hoạn gây mòn ốm đau. Rêu kêu khuyên nhủ cho nhau, nhớ Thầy còn khổ mình sao yên lòng. Dẫu cho gặp lấy cài nồng, chữ tu kia phải càng nung tới hoài. Bước đường hẳn có gốc gai, nhưng lòng khâu thiết đâu nài gian truân. Miệng sao chân chánh được thân, với làm nên những việc ân cho người. Thấy đời tôi chẳng muốn cười, nghĩ ra việc thế bồi hồi tim trung. Cơ trời thiệt nói chẳng cùng, ít tri ra môi khó hồng biết manh. Thế nên khắp cả quần sanh, cơ hồ tương được hùng anh lắm rồi. Mấy ai đạo nghĩa dung bồi, mãi lo những chuyện bạc dối là nhiều, của tiền cõi thế bao nhiêu, cứ gây tội trạng thêm nhiều bớ dân. Ráng mà trao sửa xác thân, để cho được nhẹ lòng dân mới về. Cuộc đời còn cách sở tề, ngày sau hồi lại một bề an cư. Bây giờ giữ sự hiền từ, trao lòng ngay thẳng bao trừ chớ quên. Cuộc đời qua lẽ dường tên, có ngày thấy cuộc trở nên lạ lùng. Đổi thay nháy mắt khắp cùng, cũ rồi trở mới việc không khó nào. Bây giờ lớn nhỏ cùng nhau, nương thuyền đức hạnh thoát mau biển hồng. Sự tu thì phải gánh công, dẫu rằng lao ly cũng không ngã lòng. Ngày kia mới đến lư bồng, mới là thấy chủ nhân ông của mình. Bây giờ chưa có tam thinh, nên người ngỡ làng không dình cội xưa. Lời phân cùng mặt ghét ưa, với tình bác ai sớm trưa khuyên hoài. Miệng cho khắp cả gái trai, trong 10 được 1 cũng may lắm rồi. Sợ e cây nọ hết chồi, bởi vì gốc rễ thui hôi không còn. Nghĩ mình muốn đến năm non, phải gìn trọn phận tôi con trung thành. Cuộc đời sai đến khó gìn, e thân kia gặp âm binh khổ nhiều. Thuốc trần đây có bao nhiêu, đến cơn đo uống khó tiêu quả mình. Chỉ còn có phép màu linh, của trời của Phật ứng thinh độ người. Nay đây còn được yên nơi, thấy ra dân chúng ăn chơi quá nhiều. Nào là son phân đỏ điều, nào là cờ bạc mai chiều vui say. Không còn cung bái mỗi ngày, vội quên niệm Phật để quay làm tiền. Lại bài lắm cuộc tình duyên, mèo đàn cho điếm thêm phiền người xưa. Gọi nhau tanh xấu nên chưa, để mà gặp Phật không trưa thời chiều. Bởi đời sắp đến tàn tiêu, cho nên đây mới có nhiều lời khuyên. Nếu tâm mình được lặng yên, thì sanh về cõi an nhiên dễ dàng. Tâm mình nếu mãi rối loạn, thì sanh đến cõi khổ nạn dĩ nhiên. Căn nào quả nấy không phiền, loại nào chơi nấy trần duyên có tuồng. thấy đời lòng đã lắm buồn, chẳng đành để kẻ bụi chuông lưu lờ. Đem câu đạo lý quyền cơ đặng nung đẩy chúng khỏi ngơ ngẩn lòng. Hỡi này tất cả đạo đồng, từ đây khuyên hãy rèn lòng chánh chơn, giữ sao tâm chẳng mẻ khờn, ngày kia mới gặp dị nhớ hồi hàng. Bây giờ khuyên chớ than gian, thời cơ khuất khúc ý toan lọc lừa. Ai người thật giả mến ưa, thì không nại việc sớm trưa chuyên cần. Bây giờ khuyên hãy trao thân, ráng làm cho trọn 10 phần tốt sinh. Bởi chưng đã yếu trong mình, đến đây xin dứt để trình kỳ sao. Lời lẽ khuyên nhau có mấy điều, nên chờ bình hoàng giảm mòn tiêu. Kỳ sau nhắc nhở thêm nhiều nữa, để giúp đạo đồng sớm được siêu.